Ok, hello quý anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại mọi người trong cái video phân tích cổ phiếu hàng ngày của em Trung trên kênh Ichimoku Việt Nam nha. Thì ngày hôm nay là tiếp tục đến với một cái cổ phiếu khác. Đây là cái cổ phiếu đang bắt đầu cho những cái tín hiệu khá là tích cực trong các cái khung đồ thị dài hạn, thậm chí trong ngắn hạn chúng ta khi mà VN30 đang có những tín hiệu rất là khỏe. Đó, chúng ta nhìn thấy được những cái cổ phiếu mà có những cái lúc mà nó chẳng tăng bao giờ, ví dụ như con VIX chẳng hạn. Đó, hay là những cái nhóm như kiểu là VGC, nhóm hàng không ấy, hay là dòng tiền hiện tại đang lựa chọn vào những cái dòng cơ bản, thì cổ phiếu GAP là một trong số những cổ phiếu rất là tiềm năng trong dạng tới, nó có khả năng tăng trưởng anh chị nhắc. Đó, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích đối với cổ phiếu này, liệu là các tín hiệu và những cái chiến lược mua bán nó như thế nào. Thì anh chị xem video chúng ta sẽ cùng đi phân tích nha. Đó, cả nhà xem video đừng quên để lại cho mình những cái lượt ấn like nếu mà thấy hay, cũng như những cái lượt ấn đăng ký kênh nha. Đầu tiên thì chúng ta đi vào cái khung đồ thị ngày của cổ phiếu GAP, thì thời điểm hiện tại là GAP đang ở trong một cái trạng thái thái giảm, nhưng mà nó bắt đầu xuất hiện những cái cây nến xanh cho thấy được cái sự đảo chiều chung theo thị trường. Đó, khi mà thị trường của chúng ta cũng đã hồi phục 7 phiên liên tiếp rồi. Đó, trạng thái giảm thì hiện tại đang ở trong cái trạng thái giảm yếu, khi mà hai cái kiếm của chúng ta nó cách khá là xa nhau. Đó, đường MACD, đường tín hiệu thì đang có cái dấu hiệu là ngóc lên. Đó, trong khung đồ thị này có dấu hiệu hút về những cái vùng khách sạn đâu đấy là quanh cái vùng 76, thì đây là cái tín hiệu đầu tiên. Đó, đây cũng là cái vùng đáy mà gác 2-3 lần đã chạm về nhưng mà không thủng. Đó, loanh quanh cái vùng 74 này một lần này, hai lần này, là gác chạm đến cái vùng này khá là lâu rồi, 3-4 lần là khi mà gác về đây là nó đều có cái sự bật hồi lên rất tốt. Như vậy thì đây là một cái vùng rất tiềm năng để anh chị bắt đầu có thể giải ngân tỷ trọng đối với cổ phiếu gác ở đây. Đó, trước mắt thì chúng ta có thể là giải ngân 20 đến 30% lượng thì tiền chúng ta định mua. Đó, còn nếu mà thị trường nó đảo chiều, và khi con gác này nó đảo chiều là khi nó vượt hẳn ra khỏi cái vùng 76.7 cơ, khi đó thì gác nó mới khả năng nó mới đảo chiều. Đó, thì lúc đó mới có cái pha nó gọi là đảo chiều mạnh và nó bắt đầu có pha cắt lên này. Đó, giống như thời điểm ở đây, khi mà gác nó phải xuất hiện cái nhịp nó vượt lên trên khỏi cái đường Kijun thì lúc đấy nó mới xác nhận một cái nhịp tăng mới. Còn ở điểm hiện tại thì nó đang ở trong một cái quá trình tạo đáy thôi. Đó, ngoài ra chúng ta nhìn vào trong cái khung đồ thị tháng của cổ phiếu gác thì anh chị có thể thấy là gác đã về đến cái vùng giao găm trong khung đồ thị tháng. Đây là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, và như là cổ phiếu nào về đến những cái vùng này thì đều có cái lực bật lên rất là tốt. Và trong cái khung đồ thị tháng này anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đó là gác bắt đầu xuất hiện khách sạn hút giá lên cái vùng 83. Đó, bắt đầu xuất hiện khách sạn trong khung tháng, và khách sạn trong khung đồ thị tháng là khách sạn rất là to. Đó, nó có khả năng hút giá tương đối mạnh đối với cổ phiếu này. Vì vậy thì đó, tiềm năng để cái cổ phiếu này tăng trưởng trong cái thời gian sắp tới theo kỹ thuật là rất cao mọi người nhá. Đấy, nếu anh chị nào có sát tài khoản lớn và có cái phong cách đầu tư chậm rãi thì mình nghĩ là cổ phiếu gác là một cái cổ phiếu rất là tiềm năng cho dạng tới. Đó, dạng trước anh chị có thể ý đây một chút, đó là cái đường giao găm 129 của chúng ta vẫn còn đang đè phía trên. Đó, giá nó vẫn còn chưa vượt qua được, nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó đang có một cái xu hướng là nó bẻ cong xuống rồi. Vì vậy thì cái việc mà khi mà cổ phiếu này có thể vượt lên được cái vùng 76, và nếu mà vượt lên cái vùng 78.2 thì thời điểm đấy anh chị bắt đầu có thể giải ngân mạnh hơn đối với cổ phiếu này. Đó, còn trước mắt thì chúng ta cứ quan sát và tham gia dần, gọi là tham gia khi mà cổ phiếu nó về đến những cái vùng giá trung hạn, gọi là nó có cái vùng về những cái vùng rẻ hơn. Đó, có khi chúng ta xuất hiện những cái tín hiệu đảo chiều MACD hay là cổ phiếu vượt lên được những cái vùng cân bằng thì lúc đấy cái tín hiệu tham gia nó sẽ mạnh mẽ hơn. Đấy, chúng ta lúc đấy chúng ta có thể tự tin giải ngân với cái số vốn mạnh hơn mọi người nhá. Đó, nó cũng giống như thời điểm này thôi, khi mà chúng ta mua này, nó kể cả khi mà có tín hiệu đảo chiều xong nhé, chúng ta mua nhé, chưa chắc là nó đã tăng ngay mà có thể sau đấy nó vẫn phải đi nền mọi người nhá. Đó, đối với cổ phiếu gác này sau đấy nó vẫn phải đi nền, hay trong khoảng thời gian quá khứ này khi có tín hiệu đảo chiều này, đó, sau đấy nó cũng phải mất đến khoảng thời gian là hơn 1 tháng nó tạo nền rồi nó mới tăng tiếp được. Đấy, trong quá khứ rất nhiều lần nó như vậy rồi. Đó, chỉ có lần này này, đó, cổ phiếu có một pha đảo chiều rất là mạnh, xong một cú rơi rất sốc của thị trường thì lúc đó nó mới có một pha tăng mạnh thôi. Đó, nhưng mà thời điểm hiện tại thì cái pha tăng của thị trường nó không phải là quá quá là sốc. Đó, với cổ phiếu riêng cổ phiếu gác là như vậy. Đó, mỗi một vài cổ phiếu khác thì có thể là 4 phiên giảm liên tiếp nó giảm 15-20% là sốc, nhưng mà mình thấy gác nó chỉ có giảm một phiên mạnh thôi, còn lại những cái phiên tiếp theo của nó đều là những cái phiên với lại cái cây nến rất là ngắn. Vì vậy thì cái lần giảm này của gác thì nó là giảm chung cho thị trường thôi. Đó, để cái cơ hội của chúng ta là hoàn toàn là nhiều khi mà VN30 nó cũng rất là khỏe anh chị nhá. Ok, thì đó là cái nhận định nhanh của mình về cái cổ phiếu gác. Thì nếu mà anh chị thấy hay thì có thể là để lại cho mình những cái lượt like nhá. Anh chị cần hỗ trợ thêm về các cái cổ phiếu, về các chiến lược thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để bên dưới màn hình. Đó, hoặc là tham gia vào cái group Zalo mình để mã QR bên trái màn hình nhá. Ok, chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Bye bye cả nhà.